Chào các bác, trong video clip hôm nay em đặt trần lên sóng cho các bác hai em hoa hậu Thúy Vân cũng như là Thúy Kiều, hai em hoa hậu đầu băng cối tích, một em là 6.300 và một em là 6.300 em mk hai. Hôm nay thì rất là may mắn về được cả một cặp luôn, rất là đẹp. Em xin lên sóng và chia sẻ cho các bác. 6.300 và 6.300 mk hai là những cái model rất hot ở trên thị trường. Đấy, luôn luôn được nhiều anh em tin tưởng và lựa chọn. Máy có một cái thiết kế rất là đẹp, vận hành bền bỉ và chất âm cực kỳ hay. Đặc biệt là cái giá thành của nó hợp lý ở trong cái tầm tiền. Máy chạy băng 3, băng 5, băng 7, băng 10 inch, 4 track, auto reverse 2 chiều thưa các bác. Hai con này thì về bên em đấu mạng về còn rất là đẹp và zin nguyên bản. Và em sẽ quay chi tiết cũng như là báo giá cho các bác từng máy một để mời các bác chúng ta cùng xem. Hai máy 6.300 và 6.300 thì thiết kế nó tương đồng nhau. 6.300 là MK2 là cái phiên bản ra sau một chút, cho nên là sẽ cải thiện, nó sẽ thay đổi một chút về cái hình thức, còn lại thì nó tương đồng như nhau. Ví dụ như là bên trái là em 6.300 trơn để thiết kế cái đồng hồ vuông với cái nền sáng màu vàng, còn MK2 thì cái nền màu trắng. Và 6.300 trơn thì nó có sử dụng hai cái hồi gỗ và vân gỗ, còn MK2 thì sử dụng cái hồi gỗ và bọc da simili. Đấy, rất là đẹp. Đấy, mời các bác chúng ta cùng quan sát. Đầu tiên là 6.300, một cái model chưa bao giờ hết hot. Và những cái dòng này thì bên em về máy nào thì hầu như là bán rất là nhanh. Đấy, và rất là may mắn hôm nay về được cả một cặp đẹp. Các bác có thể thấy là với cái thiết kế mặt nhôm phay màu trắng, đấy, có những cái đường vân ngang nổi khối rất là đẹp. Con này thì mặt mũi không có chảy xước, xuất sắc luôn. Phía dưới chúng ta sẽ thấy phần model 6.300 ở đây làm rất là đơn giản, dễ nhận biết, không quá cầu kỳ. Xuống bên dưới thì có hai cụm đồng hồ vuông với cái ánh sáng màu vàng. Đấy, dòng chữ Automatic River. Đấy, rất là đẹp. Mặt mũi là không có một vết chai. Đấy, tất cả những cái chi tiết này, những cái phần bánh tì còn rất đẹp, còn nguyên các họa tiết vân trải tia. Hàng phím bấm này gần như là chưa sử dụng, còn rất là mới. Đấy, các cái tay cơ bóng lộ luôn. Bên trái thì có một cái cụm đồng hồ công tơ mét. Đấy, các cái chi tiết ở đây quá đẹp. Ở phía dưới thì những cái phím bấm thông thường. Đấy, rất là dễ sử dụng, bật tắt nguồn, rồi chế độ băng to băng nhỏ, tốc độ nhanh chậm, hai volume của đường mic và đường line. Những cái volume này còn sáng và còn nguyên cả những cái đường vân trải tia. Bên phải thì là volume tầm và những cái gần phím gạt dành cho cái phần thu, quá đẹp luôn. Nắp gỗ hàm từ thì em đã tháo sẵn để mời các bác chúng ta cùng xem. Đây, em mời các bác chúng ta cùng xem. Nắp gỗ hàm từ thì được làm bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối. Và bên trong, đấy, phần hàm từ này còn rất đẹp, gần như chưa sử dụng, còn nguyên những cái vệt sơn niêm phong ở trên ốc màu đỏ, còn rất là đẹp luôn. Đấy, zin nguyên bản 100%. Đấy, 6.300. Hai cái hồi gỗ thì còn sáng đẹp với những cái đường vân gỗ. Đấy, rất là sắc sảo các bác nhé. Đấy, còn rất là sắc sảo, sáng đẹp luôn. Và cái nội thất của em này, mời các bác chúng ta cùng xem. Đấy, nội thất của 6.300 MK 6.300 chơi với cái sử dụng cái động cơ là 3 motor, hệ thống là sắt xi 7 màu, phần nguồn bố trí ở giữa. Đây, phần motor chính cũng như là cánh quạt gió còn rất là đẹp, cánh quạt gió còn trắng bóc. Phía bên dưới thì rất là nhiều các cái vỉ mạch linh kiện được bố trí là sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp rất là đẹp luôn, sáng đẹp. Đấy, các cái phần motor này còn cực kỳ là mới, nguyên những cái vệt sơn niêm phong ở trên ốc như thế này. Khá là nhiều các cái chi tiết linh kiện để bố trí dày đặc luôn. Đấy, các cái phần bánh tì này còn đẹp và sắt xi 7 màu, zin nguyên bản 100%. Sâu bên trong thì vẫn còn cả cái tấm giấy mà sơ đồ của mạch máy nữa ở bên trong này. Đấy, các bác chúng ta cùng xem. Đấy, rất là đẹp. 6.300 em này xuất sắc luôn. Đấy, xuất sắc luôn. Đấy, tiếp theo thì em lại quay con MK2 cho các bác chúng ta cùng xem. Đối với em 6.300 MK2 là cái phiên bản nó ra đời sau. Đấy, nó sẽ cải thiện về cái hình thức, trông nó sẽ sáng sủa hiện đại hơn, mà 6.300 trơn thì trông nó sẽ cổ kính hơn. Con này thì cái chất âm của nó thì nó cũng thiên hướng nó sáng, nó chi tiết giống Akai, còn 6.300 trơn thì tiếng nó dày, nó mộc. Đấy, các bác trông cái mặt mũi nó sáng sủa đẹp chưa, mặt không một vết chày. Con này thì gần như là chưa có xài. Đối với con MK2 này gần như chưa có sai, các bác xem nhé. Đây,
tất cả các chi tiết này, các cái phần này, nhôm này, rồi phần mặt này, và đẹp sáng bóng loáng luôn. Đây ạ, các cái chi tiết tay cơ đây, các bánh đà đây, các bác nhìn ạ, đẹp chưa ạ? Đấy, mới chưa ạ? Mới móc mắt luôn, đập hộp luôn. Đấy, con này thì gần như bên kia người ta chưa có xài hay sao ấy. Còn quá đẹp luôn, các phím nhựa này. Đấy, chưa thấy cái việc sử dụng, cái việc bấm tay vào đây để lại vết mà chưa hề có. Phía bên dưới này hai cụm đồng hồ vu, các bác thấy cái màu trắng của nó sáng nhá, cái màu trắng của nó sáng sủa và nó bắt mắt. Đấy, màu trắng của nó rất là sáng và bắt mắt. Đấy, các bác xem. Đấy, em sẽ zoom ra các cái chi tiết của quá đẹp. Con này thì đúng chất hoa hậu, hàng lưu kho, hàng tồn kho chưa sử dụng. Những cái phím volume này đẹp như cái phím âm ly luôn. Đấy, cái cụm đồng hồ vu này làm rất là đơn giản mà đẹp, sang trọng. Đây, những cái chi tiết này quá mới, phần nắp cốp hàm từ xuất sắc luôn. Đấy, automatic lever. Đấy, bên trong nắp cốp còn rất đẹp và cái cụm hàm từ này mới tinh luôn. Đấy, các bác thấy không ạ? Quá xuất sắc, quá xuất sắc luôn. Máy thì sử dụng hai cái hồi gỗ nhưng mà bọc một cái lớp da simili ở bên ngoài. Đấy, đặc trưng của dòng MK2. Các bác nào thích đổi hồi gỗ thì có thể đổi được. Đấy, bên trong nó là gỗ nhưng bên ngoài nó bọc da simili. Và về cái nội thất của con MK2 này thì tôi khỏi bàn luôn, không khác gì là máy mới vừa sản xuất luôn. Đây ạ, đấy, nó rực hồng luôn. Đây, các bác thấy không ạ? Quá đẹp, đẹp mỹ mãn luôn. Và cái nội thất của con này nó làm nó gọn hơn là con trơn. Đấy, các bác thấy không, nó bố trí các cái phần này nó gọn về một bên này, ở chỗ này nó thoáng này, ba motor này. Đây, chưa có sử dụng luôn, rất đẹp, những cái ốc nhái này còn xuất sắc luôn. Phần nguồn và bên trên này sắp xì nó bảy màu, ốc nhái này, motor mới cứng luôn. Cỗ máy là mấy chục năm trời rồi, con này thì cũng phải tầm 40 năm rồi. Đấy, 40 năm rồi mà còn đẹp như này, các bác xem mỹ mãn luôn. Đấy, không một góc chết mà quá xuất sắc. Đây, đây cái tem còn nó còn mới như này. Đấy, 73 74 384 các bác nhé. Đây là cái số series của em MK2. Đấy, quá đẹp. Đấy, các bác có nhu cầu con này thì hãy alo cho em. Đẹp như này chỉ có duy nhất một con thôi, và em sẽ báo giá cho các bác hai em hoa hậu này. Đối với em 6300 trơn là 22,5 triệu, và em 6300 MK2 là 21 triệu đồng. Cả hai máy thì đều tặng kèm hút tách cho các bác chơi. Đấy, các bác quan tâm bất cứ sản phẩm nào hãy alo cho em 0983586968. Shop bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng toàn quốc. Đấy, giá sản phẩm không bao gồm phí ship từ các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.